đang chiến đấu nào. Cùng tìm kiếm năng lượng, tiềm tàng sức mạnh đang ẩn sâu nơi nơi gian nan, cùng muốn chiếm lấy ánh sáng ngăn cản đường chúng ta, không dễ ngăn được các anh hùng. Yeah, nào cùng bước tới nhanh hơn, không ngại mưa, không ngại khó, vượt hiểm nguy, cùng nhau nắm tay vượt qua trừ gian diệt ác vì thế giới. Phim Chiến xa thần thú tập 14, võ lâm cao thủ Alex. Hey, à chó, 9996, à chó, 9997, chó, 9998, hey, chó, 9999, hey, 10.000, à chó, Alex, cũng đã trễ lắm rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi. Trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, mình không được phép nghỉ ngơi. Thất bại ở trận thi đấu đôi cũng đã đành đi, nhưng trận đấu một với một kia, người thắng lẽ ra phải là mình. Không ngờ kết quả hai bên hòa nhau, mình thật sự không thể nào chấp nhận được. 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, Alex, thư của cậu kìa. Ấy, là thư của mình sao? Ai gửi tới vậy? Đây là lần này tiêu rồi. Cảm ơn cô nghe. Đó, các cậu cảm thấy sao? Cung phong đại bàng bảo chiến phi long vẫn chưa được, còn lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn. Đúng vậy, vì vết thương trước đó bị nặng quá đi. Đừng lo lắng, vô lên. Chẳng phải các cậu còn có dũng mãnh sư tử và cũng là bộ chúa sao? Tạm thời việc thi đấu cứ giao cho tụi mình đi. Mình vẫn chưa thừa nhận cậu là chủ nhân của mình đâu. Đừng nói như vậy mà. Ra ngay, ra ngay. Vô lên. Cậu là... Trời ơi, đã lâu rồi không gặp. Vậy sao? Sao con người của cậu lại như vậy được chứ? Hả? Không đúng, cậu là ai vậy? Cậu thật sự không nhớ ra mình là ai sao? Mình là... Alan. Trời ơi, không đúng. Mình tên... Mình nhớ ra rồi, tên của cậu là Icon. Icon là cái quỷ vậy? Là mình đó. Đúng rồi, tên của cậu là Alex. Đừng có nói cái tên này mà. Cái tên này thì đã làm sao? Làm gì mà tức giận như vậy? Được rồi, Kiên Sinh, em đừng có giỡn nữa. Thật ra em còn nhớ mà. Cậu ấy chính là người mà trước đây thi đấu với chúng ta đó. Tên gì vậy ta? Trời ơi. Bình tĩnh đi, Alex. Đúng rồi, cậu ấy tên là Alex. Anh hai cũng quên tên của bạn ấy mà. Đúng rồi, Alex, cậu không sao chứ? Xin lỗi, mình đã quá xúc động rồi.
Đúng vậy, mình chính là Alex. Mình là cao thủ châu chấu quen. Lúc nào cậu cũng làm những tư thế kỳ lạ như vậy, bố không mệt hả? À, đúng rồi, vô lên. Hôm nay mình tới đây là muốn nhờ cậu một chuyện. Muốn nhờ mình hả? À, trước đây chúng ta thi đấu với nhau, không phải đã có kết quả hòa nhau hay sao? Cho nên mình muốn cùng cậu và cùng Phong đại bàng thi thêm lần nữa để phân thắng bại. Phân thắng bại? Nhưng mà... Xin lỗi, mình đang bị thương, vẫn chưa khỏi, tạm thời không thể thi đấu được đâu. Cái gì? Nè, có cần phải phản ứng tới mức như vậy không? Nè, hãy... tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Nếu không thi đấu được với cậu và giành lấy chiến thắng thì mình... Thì Alex sẽ gặp rắc rối lớn đó. Sao? Nếu cậu muốn thi như vậy thì thi với Dũng Mãnh Sư Tử đi, cũng như nhau thôi mà. Hả? Cũng được. Cậu thật sự muốn thi đấu với tôi sao? Cậu làm ơn đi, Dũng Mãnh Sư Tử. Nhưng mà Yolan à, hình như tôi vẫn chưa thừa nhận cậu là chủ nhân của mình mà. Chuyện này thì... Hơn nữa, nếu như muốn thi đấu với tôi, người này vẫn chưa đủ trình độ đâu. Cái gì chứ? Nếu có phải bị bắt buộc thi đấu thì tôi cũng không nhờ cậu đâu. Nếu đã như vậy thì hãy chứng minh cho tôi coi đi, rốt cuộc hai người có đủ tư cách làm tể đua chiến xa thần thú hay không. Hả? Cậu muốn thử thách tụi mình hả? Đúng vậy. Ở trong đấu trường trên không có một đấu trường kiểm tra trình độ chuyên môn của các tay đua. Nếu các cậu vượt qua bài kiểm tra ở đó, nếu có thể tôi sẽ suy nghĩ lại về lời cầu xin của hai cậu. Dũng Mãnh Sư Tử, giọng điệu của cậu cũng thật là ghê gớm quá. Từ trước tới giờ tính cậu ấy là như vậy á. Wow, wow. 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 Đây chính là nơi kiểm tra hả? Nơi này là nơi kiểm tra trình độ xuất phát của mình. Thông qua kiểm tra khoảng cách xuất phát và các mặt như tính chuẩn xác, cuối cùng sẽ đánh giá xem tay đua đó có khả năng hay không. Hay đại loại là như vậy. Với một người thường xuyên tập luyện như mình mà nói thì chuyện này còn dễ dàng hơn ăn sáng nữa. Hả? Nhưng mà chúng ta đã ăn sáng rồi mà. Đúng ha. Vậy thì đổi thành ăn trưa vậy. Hả? Hai cậu cũng tự tin quá đáng rồi đó. Anh hai, anh chuẩn bị xong hết chưa vậy? Cũng tạm... tạm ổn. Nếu như các cậu không muốn bị lọt vào khe trên đường đua thì khi chuẩn bị xuất phát phải giữ tuyến đường thẳng mới được. Được, mình nhất định sẽ canh thật chuẩn. Có vậy cũng khá thú vị ha. Tụi mình cũng thử đi, khủng long bảo chúa. Chiến xa xuất phát. Chiến xa xuất phát. Dũng Mãnh Sư Tử. Tại sao lại như vậy? Chỉ với trình độ này thôi thì hai cậu thua chắc rồi đó. Coi mình đây. Hối. Hả? Đây là... đây là cách xuất phát chiến xa mạnh nhất mà mình đã học được từ việc tập luyện không ngừng. Nhìn không rõ động tác của mình chứ gì. Tính của cậu ấy vẫn như vậy. Trước khi xuất phát toàn thích bày trò mà thôi. Mình thấy cũng đã tới lúc cậu nên xuất phát rồi đó. Đúng. Cậu tốc cha châu châu quyền xuất phát. Hả? Đụng trúng rồi. Hả? Chiến xa thần thú, châu chấu rừng sơn. Thấy sao nào? Cái gì mà thấy sao nào? Đó cũng chỉ là do cậu may mắn thôi. Cái gì? Đây là kết quả mà mình phải tập luyện rất lâu. Một người không biết giỏi như cậu đừng có nói bậy. Vô lên, với hệ lúc nãy của cậu là không được đâu. Hả? Một đường đua đơn giản như vậy mà cậu xuất phát còn không tốt thì sao có thể thi đấu cùng tôi được chứ? Đúng rồi, thi đấu. Mau thi đấu với mình đi. Cậu làm gì mà gấp gáp vậy? Phải thi đấu trong ngày hôm nay. Là tại vì... Thư. Đúng vậy. Nếu như không tranh thủ, họ sẽ tới đây đó.
cậu làm ơn hãy thi đấu với mình đi mà. Họ họ là ai vậy? Chẳng lẽ đã tới rồi sao? Hình như có cái gì đang tới gần. Tìm thấy con rồi, con trai của mẹ. Con trai chẳng lẽ bà ấy... Con trai hả? Con xin lỗi, thưa mẹ. Hả? Mẹ sao? Cái người to lớn lớn này là mẹ cậu đó hả? Để mình giới thiệu một chút. Bà ấy là mẹ của mình, Alice. Còn đây là ba của mình, Annie. Bên đây là mẹ mẹ cậu. Bên đây là ba cậu. Thì sao? Bình thường mà nói thì... Người to lớn thông thường phải là ba mới đúng chứ. Kinson à, đừng có nói thẳng như vậy. Nhóc con, cô thật không ngờ là con cũng khá là dũng cảm đó chứ. Khá lắm, khá lắm đó. Đau quá đi. Thật ra trong giới tự nhiên, những trường hợp như cô chú cũng khá là nhiều. Ví dụ như châu chấu. Đúng rồi. Đã vậy châu chấu được. Không phải là bị châu chấu cái ăn hiếp hay sao? Yên tâm, với khả năng của chú thì mẹ của nó muốn ăn hiếp chú cũng khá là khó khăn. Hả? Vậy sao? Có muốn thử không hả? Tập luyện của mình vẫn còn thua xa quá. Đúng rồi con trai. Con đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ đã ghi trong thư rồi mà. Ba mẹ đặc biệt tới đây để chứng kiến cảnh con chiến thắng trong trường đua đó. Chiến thắng à? Đúng vậy. Trước đây trận thi đấu một đấu với một đó, biểu hiện của Alex là tệ quá đi. Nếu tiếp tục như vậy, cô đành phải dẫn nó quay về tiếp tục tập luyện mà thôi. Đó là tường làm bằng bê tông mà. Nếu như bị mẹ bắt quay về nhà thì mẹ mốt mình không thể ra ngoài được nữa. Mẹ ơi, con đã luôn cố gắng luyện tập. Trận thi đấu đó chỉ là cậu ấy may mắn mà thôi. Nếu không, con chắc chắn đã thắng rồi. Nếu không tin, không tin thì mẹ coi tụi con thi đấu đây. Được rồi, đừng có nhiều lời nữa. Con có thể đấu với con trai ta một trận không? Bây giờ sao? Đúng là hết cách với cậu mà. Được rồi, đấu thì đấu. Thưa các chàng trai cô gái trên toàn thế giới và cả người lớn nữa, bây giờ ở đây sẽ tổ chức một trận thi đấu không chính thức. Đối bên lần lượt là một tay đua mới đang được mọi người chú ý, Vô Linh và Dũng Mãnh Sư Tử. Còn có cao thủ châu chấu huyền đã được nỗ lực tập luyện, Alex và châu chấu rừng xanh. Các cậu ấy đã từng có một trận thi đấu hòa nhau trước đó. Vì để phân thắng bại, cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu ở nơi đây, cho mọi người theo dõi một trận đấu gay cấn đầy hấp dẫn luôn. Cậu đã nhìn rõ tình trạng của đường đua chưa? Mặc dù đây là một đường đua thẳng, nhưng nó là có địa hình mấp mô khá nhiều. Nếu muốn lấy đồng xu năng lượng thì cũng phải tốn khá nhiều công sức. Châu chấu rừng xanh, cậu đã sẵn sàng chưa? Anh hai, lần này nhất định phải thắng đó. Lúc chơi lần này khá là đặc biệt. Trước khi nhận được đồng xu năng lượng trên đường đua, hai bên đều không được biến hình bằng đồng xu năng lượng của mình. Bây giờ cuộc thi chiến xa bắt đầu. Chiến xa xuất phát. Chiến xa xuất phát. Cậu tưởng mình sẽ xuất phát như những trận trước đây hay sao? Vậy thì cậu đã sai lầm lớn rồi đó. Lần này
mình sẽ thi nghiêm túc. Nghiêm túc đó, nghiêm túc đó. Hả? Hai chiếc xe đều tích đất cùng một lúc. Muốn so tốc độ với tôi sao? Tốt lắm, dũng mãnh sư tử. Chiến xa thần thú mới của tay đua Châu Linh, dũng mãnh sư tử đang dùng một tốc độ hết sức đáng gờm, chạy liền một hơi và kéo giãn khoảng cách với châu chấu rừng xanh. Tôi thắng chắc rồi. Tốt quá rồi. Châu chấu rừng xanh. Khai quả xuất hiện rồi. Châu chấu rừng xanh đã dùng chiêu thức chính của cậu ấy rồi. Khai quả. Quả tiễn theo dõi. À, mau tránh đi, dũng mãnh sư tử. Cơ hội tới rồi, cơ hội tới rồi. Dũng mãnh sư tử. Hấp dẫn quá đi. Hai bên đã có một cuộc tranh tài gay cấn để lấy độc xu năng lượng. Vừa mới bắt đầu cuộc đua mà không khí đã căng thẳng như vậy rồi. Châu chấu rừng xanh đã lợi hại hơn trước. Cậu cũng khá lắm đó. Cậu cũng đâu có tệ. Thật lợi hại. Lần này mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Đúng vậy. Trận đấu lần này của chúng ta rất hoàn hảo. Trước đây người thắng lẽ ra phải là chúng ta. Mình không chấp nhận trận hòa nào hết. Nào, hãy cùng cố gắng hết sức thôi. Châu chấu rừng xanh, hay lắm. Người bạn tốt, cùng tiến lên nào. Cứ việc tiến tới, mình sẽ không thua đâu. Tiến lên. Chiến xa thần thú châu chấu rừng xanh. Chiến xa thần thú dũng mãnh sư tử. Bây giờ hai bên đồng thời tiến hành biến hình rồi. Đội bên không ai nhường ai. Cuộc thi bắt đầu bước vào một căng thẳng. Cố lên dũng mãnh sư tử ơi. Mình nhớ ra rồi. Những ngày tháng mà mình tập luyện khổ cực trước đây, từ nhỏ mình đã luôn ở bên cạnh ba mẹ, ngày đêm cùng luyện tập những bài tập hết sức nghiêm khắc. Sau đó vì muốn trở nên tài giỏi hơn, mình đã bắt đầu chuyến đi tập luyện. Thưa mẹ, thưa ba, con phải ra ngoài tập luyện đây. Xin hai người giữ gìn sức khỏe. Trên đường đi tập luyện, mình trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng mình cũng đã gặp được người bạn đồng hành định mệnh, châu chấu rừng xanh. Nhưng mà trong lòng mình vẫn luôn hoài nghi rằng việc mình cố gắng tập luyện đối với cuộc thi chiến xa rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không. Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu rồi, sự cố gắng của mình không hề uổng phí. Mình phải tiếp tục tập luyện thêm nữa để so tài với cậu, không phải? Dù so với bất kỳ ai, mình vẫn luôn là người mạnh nhất. Alex. Được, cố gắng lên. Không hổ danh là con trai của mẹ. Trong làng của mẹ có lưu truyền một câu nói: tất cả mọi thứ trên đời cũng đều sẽ quy tụ về một điểm. Cho nên việc tập luyện cũng có thể áp dụng vào bất cứ việc gì, cho dù là cuộc thi chiến xa cũng không ngoại lệ. Mẹ. Thì ra đây chính là tinh hoa của châu chấu quyền mà bao nhiêu lâu nay mẹ muốn con hiểu ra. Con hiểu rồi. À trời ơi. Lên nào, châu chấu rừng xanh, châu chấu quyền. Hai người phối hợp cũng tốt đó chứ. Đừng thua cậu ấy, dũng mãnh sư tử, chiến xa xuất phát. Mình cũng làm đây, chiến xa xuất phát. Chiến xa thần thú, dũng mãnh sư tử. Chiến xa thần thú, châu chấu rừng xanh. Cả hai chiếc xe đồng thời nhận được đồng xu thức tỉnh rồi. Săn bắn trên không, sư tử gầm thét. Rốt cuộc ai sẽ là người thắng và người thua trong trận này đây? Theo như phán đoán của máy tính chiến xa thì người chiến thắng là châu chấu rừng xanh.
Đừng vì chiến thắng lần này mà trở nên kiêu ngạo, vẫn phải tiếp tục tập luyện đó. Ừ. Còn nữa, phải biết trân trọng bạn bè của con. Bạn bè? Mặc dù con từ nhỏ đã luôn tập luyện ngày đêm, nhưng việc luyện tập không đơn thuần về thể chất mà thôi. Ở bên cạnh bạn bè, tiếp tục tu luyện tâm ý cũng vô cùng quan trọng. Tu luyện tâm ý? Hãy chăm sóc Alex giùm chú, được không? Dạ. Con trai của chúng tôi gửi cho mấy đứa nghe. Hiểu rồi. Nhóc con, bất kể là khi nào, cô luôn quan nghênh các con tới chỗ của cô chú tập luyện. Nếu tập luyện thì khỏi đi cô. Tôi thấy rất là cần đó. Vô lên, nếu như muốn thành chủ nhân của tôi thì cậu cũng phải không ngừng tập luyện. Tạm biệt nha. Mẹ ơi, ba ơi. Tạm biệt. Cô chú ấy định đi đâu vậy? Đúng là một gia đình đặc biệt mà. Tập luyện nữa, tập luyện mãi. Đồng xu thức tỉnh của bọn hùng sấm sét đã bị giành mất rồi. Thủ phạm lại là một đội thi đấu gồm hai anh em. Hơn nữa là họ còn nhắm vào Jolin và Kinson. Anh em đấu với anh em, rốt cuộc thì đội nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng đây?